chúng ta. Vào thập niên 70, có lẽ một nhạc phẩm về miền đất hứa của một cuốn phim của Hollywood rất nổi tiếng do nam tài tử Paul Newman đóng. Và nhạc nền của cuốn phim và chuyện dịch về miền đất hứa như là một sự nhắc nhở chuyện xảy ra cho đất nước Việt Nam. Nhạc phẩm này có thể đi vào suốt cuộc đời của những người đã sống trong giai đoạn đó. Sau đây, nhạc phẩm Exodus về miền đất hứa sẽ được ban nhạc Patrick Hewen trình bày.